Rồi. Chinh chiến xa trường đi. Kết tầm vui vẻ. AD là IB nè, đúng rồi. Vậy bây giờ là Hio, phải không? Hio lên đây. Hio đi top. Toby đi sụp được không? Đứa Ôi này. tao đâu? Yeah. Ê, nhưng mà mình đánh khoảng tháng 5 sẽ có giải á. Nếu Tháng năm có mà giải luôn hả? tụi mình đánh đủ nhiều thì tháng 5 có giải á. Ừ. Game này em sẽ thiệt một bộ mặt gia trưởng nhanh mất. Cái gì? Game này em sẽ thiệt một bộ mặt gia trưởng nha. Bộ mặt gia trưởng là sao? Gia trưởng thì mới lo được cho anh đấy. Xàm. Mẹ. Quá xong rồi mấy thằng em đã kêu hôm Sai nay đánh cái tùm cho tao đi gần xong đánh hồi đưa tao đi support luôn. Tại không ai tin anh Một mất. hồi he, một Sao hồi mà thằng nào bích tao he, nó kêu bích em anh mất, em bích anh đi rừng cho team em. Trời tao nói nó đã. đang dưới rồi anh em ơi. Ờ nó đang dưới rồi. Đó nó không giúp. Tao Chưa nói má mấy cái thứ tao nói ha là ngày nó hay cãi dữ lắm. Này nè. Này nè. Có lên mất. Đơn nghe mất mà. Mình phải cẩn thận cá đuối găng level 3 luôn nha em. Không cần cắm mắt nhưng mà để ý nó thôi. Ông kiểu nó không dám ngăn được ba đâu nè, boss mình có thể cân ba được. Đánh hay là cân ba được. Không đánh dở. Nó nó chết rồi hả? Ăn ai không ơi? Tại sao? Con nó quay lại ra mất. Đây 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 đây. Nhảy quanh, nhảy quanh, nhảy quanh, nhảy quanh. Rồi ok. Bún lên luôn á, bún lên luôn á. Tao bắn em không đâu đâu. Má mày trên đây là đài nó rồi, phải rồi. Anh tự nhóc vào ghế nào hãy kinh nghiệm ta được mẹ nó cò hãy, lá hãy, luôn hãy. Tao vô tao đang vô tao đang gặp lắm ok cò lá luôn ok nice à. Đừng đam bỏ đi anh về mày về nè anh về mày về nè con vi đi nè đây em đang nhấp gan nè dưới nè dưới luôn nè đánh người nó chưa anh em đánh người nó chưa anh chạy lên hai đây nè dưới tôi rồi luôn bỏ bao nhiêu vậy coi bao nhiêu. Em ăn một con thôi xong rồi qua đây cướp chim nè, nếu mà anh thấy chim á thì qua cướp. Nếu không thấy chim thì ăn hai con xong rồi anh về. Anh thấy chim thì bỏ sau qua cướp nhé, ăn một con thôi. Ok anh. Nè. Mà em nghĩ còn anh mất. Đây. Cá đuối nè. Nhấp qua nè. Anh câu á. Thôi từ từ nha, vẫn chưa thấy. Có luôn nha anh ơi. Rồi có luôn nha. Súp nó Yumi mà. Top mơ lồ rồi nè. Top mơ nửa cây. Tao nó có TV nha. Nè nè. Như cái luôn em ơi. Bot. Ờ, cái này kẹn á nè. Vô luôn. Heo được không? Heo. Ờ, lôi đi mày. Đài được luôn ấy này, đài tiếp được luôn ấy. Nó không lát, không bèo luôn này. Không kiệt sức luôn. Đi hết nhanh em. Có anh nè. Yumi không kiệt sức không thiêu đốt. Yumi không kiệt sức không thiêu đốt. Chốc thôi kìa, chốc thôi. Như thế nào. Lôi. Chốc thôi nha. Như cái lùi nè. Gì vậy? Yeah, bao. Bên kia chơi đi, hack disconnect luôn rồi. Điểm quá. Thằng này rớt mạng hay gì á. Trên này đi vô giết thằng top với lại thằng rừng đó chứ. Rồi quên bone nữa mình không được nói chuyện nha. Ghê vậy? Chuyên nghiệp vậy? Bây giờ ví dụ nó đéo nhắn tin, đéo nói gì hết với tụi mình thì sao? 12 giờ hết rồi. Rồi delay tới 12 giờ. Ủa ví dụ mình delay hết 26 phút này rồi mình delay nữa thì nó lại 26 phút rồi. Không, cái này nó không có như đánh giải. Cái này là hết 26 phút này là em phải đánh. À. Trong đánh cái server đánh giải á thì em bao hút được, còn cái này cái server live mà nó đâu có cho bao kiểu đó. Hết 26 phút này là không bao được nữa. Ủa chứ hồi xưa giờ em không có đi đánh giải net mà bị bao 30 phút bao giờ hả? Không anh. Hồi trước tụi anh đánh mấy cái giải online á, bao hết này nè. Thí dụ mà thằng giống như giờ thằng Ba Bay Gang mà giờ đang đít vậy đúng không? Hồi xưa là tụi anh đánh giải á là tới 30 phút mà nó vẫn chưa vào lại được đúng không? Là 4 đến 5 luôn. Ghê. Ừ thì hồi xưa là vậy mà, thì cơ sở hạ tầng nó vậy thì phải chấp nhận chơi vậy đi chứ giờ sao em? Luật nó đâu có thua chích mẹ thắng cái đéo gì. Thủ mẹ 4 đến 5 mà thắng. Mày đánh giải 4 đến 5 mà được thắng tao mà điên mày. Chắc anh mới chơi với con nít cấp 1. Ờ, từ ra tao bắn cung. Rồi đi ngủ một giấc nha. Khi nào vô kêu.
Em ngã ghế ai cái, khi nào đánh kêu em nha. Bên kia thu 1-0 rồi nha. Gì anh? Bé em 1-0 rồi, kìa bất kìa. Ok á, ok. Hai lát rồi em, không lát luôn. Em ơi, đu lên, nó lát là nó chết. Ok. Anh ơi. Lên em không dead được, dead được. Ôi, có rồi. Em bò ra một cái này. Trời đâu quá, sao bị chọn qua xe. Quýnh luôn nha, quýnh luôn nha. Anh à, anh tới nè. Bị tắt á. Phải quá đó, đường không cỡ đây nó. Đừng nãy. Đủ má, đúng lanh. Tha thì sao? Tới nhà. Ây da. Đánh gì tốt rồi, boss dưới top nó bị solo kill mà mình đánh gì được rồi. Mất anh mất đi gần. Dạ chịu ơi. Cho đi gần với cầu cháy. Ngát luôn. Ngon nha. Rồi, tèm bè đi tìm mua đi bít. Anh phát liên nè, quá ngon. Bú. Mày kiếm slash đấm luôn. Có tê rồi. Biết đặt kẹo quay đó lắm anh à. Em có hồi máu. Hai. Còn hai bèo chắc không đai được. Em ra đây bớt thôi. Con bị kè sau lưng á. Chưa được. Để chưa đua. Thằng tái này. Rồi luôn nè. Rồi. Hiu này. Ok, hai thằng không lát nha. Lát.
anh yếu rồi nhá. Ừ, lát rồi. Ờ, bé anh chị anh chị lên này ghế lên. Ôi, lùi, 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 em ơi. Giết cả thủ đây, giết cả thủ đây, giết cả thủ đây, anh giết cả thủ đây. Dạ, đó, đúng rồi. Đắt rồi. Không biết. Ông có lấy mẹ chứ gì được kêu không được cơ ngay. Ơi không đào được đâu, cần uống ngay đây nè. Đào không kịp đâu nó ra. Người đây nó em có tưởng, người đây nó có tưởng nha, từ nhanh em. Người đây. Nè 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 em hiểu cú lát, em hiểu cú lát, em hiểu cú lát. Thế rồi đấy, rồi đấy rồi đấy. Ok, đồ luôn anh em. Đào đồng đi, đào đồng đi. Cái hồ rơ rồi nha. Từ từ thôi, đam từ từ để dắt ra, đam từ từ thôi, đam chậm thôi, đam chậm thôi. Rồi 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 rồi. Ê, cô nà, nó không có đồng đâu, nó không đam đồng được đâu. Từ nha, em đam vòng sau nha, từ nha, từ từ dắt đam vòng sau nha, vị trí. Rồi 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 rồi. Bỏ nó, bây giờ bỏ. Ôi, thang tiếp rồi. Có một cát thì nó có mũ nha. Đây nè. Nè. À hơi khó à, đi nghe đấy, được cái cuốn à. À đi mà nghe đâu. Không lát. Chạy nhanh này. Không lát này. Hưu lên này. Tao hưu lên này. Tao đút cái này. Chết đó. Quay tao đút, từ đây mà. Cắt sau nha. Ờ, lên. Đi đánh bỏ cái hạt thông á, em hiểu đánh bỏ cái hạt thông á, dù anh em. Ok. Cắt ra đi thông lát này anh em. Này, cung lát này, Rồi, chết, cắt chết rồi. Ok, quyết đấy, quyết làm hết đấy. AD nhá, Rồi. Được đi rừng một game mà không bị đá map rồi. Quá đẻ. SSD mà mod đang sử dụng là SSD Kingston Fury Renegade với tốc độ đọc ghi cực đại của thế hệ Gen 4 lên đến 7300 MB trên giây, kèm theo tản nhiệt. Chiếc SSD này dành riêng cho game thủ PC và cực kỳ thích hợp dành cho những người chơi PS5.